Bữa nay lóc mà mình cũng đăng luôn cái clip này luôn nha các bạn. Các bạn biết tại sao? Dính quá đăng lên mấy anh bảo là mua diễn. Còn những cái clip mà ít dính mình xóa liên tục, mấy anh đâu có thấy đâu. Bây giờ up lên luôn cho mấy anh thấy nè. Rồi, chống đầu nữa rồi. Chống đầu. Có gì không? Cường chào tất cả mọi người đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Cường TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm lợn các bạn. Mấy gà đi đặt cạm, đặt vảy chồn, giết bỏ hoang phế mấy cái lợn luôn. Cường còn cỡ khoảng chục cái lợn các bạn ơi. Thì nói chung ra Cường đặt để chủ yếu là Cường kiếm cá cho trộn ăn. Với lại còn một phần nữa cũng có cái clip để chia sẻ mọi người xem. Nhưng mà cá thì cũng ít lượt xem quá các bạn ơi. Giờ tính là để đặt lờ thăm thôi, thăm cho trộn ăn thôi, chứ còn mà đặt để làm video thì chua ăn lắm. Cho nên bữa nay cũng khoảng một tuần rồi Cường mới vô đây thăm lờ cá các bạn. Cũng còn có chục cái lờ à. Đây. Lo đặt phải trộn không bỏ bê ba mấy cái lờ quá trời luôn. Đây khu điện thoại đó các bạn, bên đó một cái đó. Bên đây một cái nè, cái này liên tục dính rồi các bạn. Không biết cái này còn không nữa. Còn. Cái rô Cường để cả chục con trong đây đi thinh luôn. Cái ngày hôm nay Cường chưa đổ luôn á. Để đi thinh luôn mà. Ơi nó cạn kìa các bạn thấy không. Cạn queo luôn, mùa này mùa khô. Trời ơi cái rô nè. Còn đi thinh luôn các bạn. Một bầy. Thấy không? 2, 4, 6, 8, 10, 10 mấy con luôn. 10 mấy con cá rô luôn. Giờ gắn không vô ha. Gắn gì cá rồi. Để luôn các bạn ơi. Chứ giờ thời gian đâu mà mằng mấy cá rô lâu lắm. Rồi, thường qua cái kia luôn thăm luôn các bạn. Bỏ bê mấy cái lờ cá này quá trời quá đắt luôn. Không thăm gì luôn. Không biết là bữa nay 10 cái không biết còn nguyên không. Hay là mắc hết. Mắc bớt luôn. Ồ nó cạn nha các bạn, bữa nay nè. Cạn queo luôn, bữa nước lên tới đây nè. Bữa nay xuống tới dưới luôn. Khu này Cường bắt cá quá trời quá đất trên đây à. Rồi. Thêm em cá lóc cứng nữa. Hết cá lóc lớn còn cá lóc cứng rồi các bạn ơi. Nè. Cá lóc nằm kế cá rô kìa. Đó. Cường bắt ở đây mấy chục cá lóc rồi các bạn. Biết không còn cá lóc nào luôn à. Ghê thiệt. Rồi, để là tiếp. Giờ vô thăm cái lờ bỏ. Rồi. Ủa, ra đây nữa hả? Ủa, Cường bắt cá lóc rồi dính cá lóc nữa rồi, thấy không? Dính cá lóc cái này nó ra đây nè. Cường dính cá lóc nó cho ra đó xong Cường để vô đây lại, bắt cá lóc ra cái clip trước các bạn có xem á. Thì Cường chim lại rút ruột. Giờ tung ra đây nữa, dính cá lóc mà sình nè. Ỉ còn con nữa. Trời ơi. Cái lời này nó cùng bỏ rồi các bạn nè. Clip trước Cường có nói các bạn nè, đặt bỏ nè. Lấy mấy cái cây á, ghim lại mấy cái chỗ gách nè các bạn thấy không? Nè. Mấy cây giá mấy chỗ gách nè. Đặt bỏ nè. Tính gần cá lóc sình nữa, những cá lóc này nữa hai con trong đây luôn trời. Ồ. Đặt bỏ mà nó vẫn vô tiếp các bạn ơi. Phải giữ phải giữ. Bắt thôi. Nó dãy một cái sình luôn rồi. Thúi quắc luôn rồi. Thúi quá. Đừng có nhảy nữa. Thúi. Cái mùi nó thúi đã thiệt chứ. Mày vậy. Đây các bạn. Cầm tay nữa nha. Không có nhỏ đâu nha. Tính luôn con sình nữa là cũng cầm chân. Cái lời này Cường đặt bỏ, Cường nói nó gách rồi. Ai lấy đi. Mà không ai lấy hết trơn. Là dính tiếp. Tính ra cũng hai cá lóc nữa chứ bộ. Ít đâu. Nè, giá tè le hết trơn. Nè, cá lóc đồng nè các bạn thấy không. Cái đầu nó tung chày hết trơn nè. Thúi quá thúi rồi. Nè, cái đầu tung chảy máu luôn. Đó. Đầu tung máu không nè. Rồi nằm im đó đi, tao đặt lại. Thúi.
không chịu nổi luôn. Trời ơi, cái bẫy ở đây bị dở lên luôn rồi. Dở lên rồi dính gì nữa đâu mà dính. Đó, dính. Ê, cũng dính luôn. Ơ. Vậy mà cũng vô được em con Phi nè. Giỡn à. Tôi cũng vô được em con Phi. Hay. Rồi để nó luôn đi. Gông nó đóng dữ vậy ta. Để đây bị lấy chắc luôn nè. À, trước sau cũng mắc bỏ đi gách à. Tiếp tục ở đây có cái lờ luôn các bạn. Điểm mới nè. Ôi rồi. Cái lờ nó nghiêng. Không biết dính không. Ê, có cung gình, có cung gình kìa. Có cung gình, cung gình, cung gình. Lụm hàng nữa rồi. Có cung gình là lụm. Ủa? Thấy cung gình rõ ràng mà trời. Trời ơi. Cái lờ nó lủng cái hôm mà nè các bạn. Nó ra nè. Hả? Lờ nó lủng hôm rồi. Chứ sao nó ra được. Cái lờ còn ướt nè. Thở ra. Rồi. Trời ơi. Thôi nhét đại bỏ luôn đi. Chỗ ngon hay ghê. Chú ruột như không. Tiếp tục luôn. Thâu nó cạn. Như thế này thì làm sao phải dính. Thấy không? Quá trời cạn rồi. Mùa này mùa mùa khô. Mùa khô đặt cá không chạy mấy. Rồi. Ra đây tí đi cho có nước. Cạn quá không có cá luôn á. Cái lờ đặt bên đâu đâu? Bên đây. Hay bên nào bên đây. In ru rồi. Bữa nay thăm 7 in ru rồi. Ê, hai cá dậy. Hai cá dậy của ngày hôm bữa tới ngày hôm nay luôn các bạn. Vẫn y thinh luôn. Không dính con nào tiếp nữa. Quá cạn rồi. Này hên hên đồ. Hổ đất đồ nó vô nó ăn cá. Rồi lụm liền gì. Đó. Càng queo càng quèo. Cái này càng chắc lấy ra thay cái đầu tiên hồi nãy các bạn ơi. Cái đầu tiên hồi nãy nó lủng cái hôm đó. Cái kia dục đi, để cái này vô chứ cái này không dính nè. Cũng được con cá gô cái giỡn à. Hai cái kia này. Cái kia này bị lủng hơm. Hai cá gô luôn chứ bộ. Nè, đây con cá gô nè. Đây con này. Khu này còn 3 cái nữa các bạn. Rồi mới tới 12 cái ngục nữa là hết 7 luôn các bạn ơi. Cái này để suốt cũng không dính suốt ta. Để suốt mà cũng không dính suốt luôn. Đây đây nè, đó, nằm đây đi. Tiếp tục cái thứ hai. Ơi, bữa nay lóc rồi các bạn ơi. Mà đúng rồi, mùa khô. Không có cá. Với lại Cường đặt ít quá. Đặt có 3 cái lờ rồi. Mình chạy gung ginh chứ gì. Rồi. Lờ lóc luôn. Lờ có lủng không mà lóc vậy. Không luôn. Bữa dính mấy cặp cá lóc ở cái lờ này nè. Giờ cạn quá nghỉ vô rồi. Chê nghỉ vô rồi. Rồi cái thứ ba nữa. Hết lờ. Tới 12 cơ ngục. Cái thứ ba nữa rồi. Cái thứ ba nó hay dính.
mấy cặp cá rô phi hôm bữa quá trời quá đắt. Bữa nay lóc mà mình cũng đăng luôn cái clip này luôn các bạn. Các bạn biết tại sao? Dính quá đăng lên mấy anh bảo là mua diễn. Còn những cái clip mà ít dính mình xóa liên tục, mấy anh đâu có thấy đâu. Bây giờ up lên luôn cho mấy anh thấy nè. Rồi rồi, chống đầu nữa. Rồi chống đầu, chống đầu, chống đầu. Có gì không? Hết hồn má, trời ơi. Cái con phi gì mà bự như vậy? Trời ơi, khủng hoảng. Ôi ôi, đâu trời, hai bàn tay chắp lại. Nó bự. Đấy nè, nó bằng miệng. Thôi nó đóng nè. Để cái lời biết mà đóng cái này nè. Nè, ôi ôi ôi, nó bự. Ui, gỗ phi dữ bự bằng. Ui 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 ui, ướt máy luôn rồi. Nó bự còn bằng cá tài tượng nữa các bạn. Ui 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 ui, cầm công giáp. Nè, cậu nè, coi nè, cái tay gần cầm nè. Ừ, rõ trước rồi đã. À, ý, trời ơi nó bự. Ủa con phi gì bự như vậy? Cái này mà nướng hết bài luôn á trời, nướng mà chấm mướt đó công chuyện luôn. Nè cái tay Cường nè, các bạn thấy không? Ủa nó bự, hai bàn tay Cường chập lại á, bự kinh khủng không? Nè rồi đó, hết lời luôn đó các bạn. Được con cá lóc với con cá rô phi. Giờ mình thăm cái 12 cái ngục nữa nha. Quá đã luôn, cái rô phi dở lên chà bá trời. Trời ơi nó cạn queo, chắc chắn là không dính rồi. Cái 12 cái ngục nữa các bạn, bữa dính quắc. Trời ơi kìa, đóng gông kìa. Thôi bỏ luôn đi, nghỉ chơi. Lục tà le hết rồi. Ê ê ê, có con cá lóc đây. Một em cá lóc nè, giỡn à, cầm tay thằng tèo đó chứ giỡn à. Ôi, xài cái này nữa dục vừa rồi, còn gì nữa đâu mà xài. Gách tè le đóng gông giặt không ra luôn mà. Thôi để con cá lóc nữa các bạn, để cần bắt cá lóc này ra có gì. À, mình cũng kết thúc clip luôn nha các bạn. Này thầm 7 cá. Có 3 con thôi các bạn. Đủ ăn, cái kiểu mà đủ ăn nè. Đó, giờ này up clip này luôn nè, không dính nè, thấy không? Lóc nè, thấy không? Cho mấy anh xem luôn. Để dính cái mấy anh nói diễn. Còn những lúc người ta không dính, người ta xóa clip, mấy anh có thấy đâu. Mấy anh cứ vậy hoài. Buồn dễ sợ. Nè, nay ba con nè. Nó chơi chứ đặt ít lời quá, có 10 cái lời các bạn. Lại một thằng mùa khô, cá không chạy. Cá ai mà mua diễn? Mua cá sấu. Mua mang chúa đồ người ta diễn mới có lượt xem chứ. Cá lóc diễn ai cối. Thấy không? Nè, một anh cá lóc nè, vô thùng. Ùm. Hai anh cá lóc nè, vô thùng, con này gặt cá đồng luôn nè. Bụng chấm đen nhiều nữa không? Đây rô phi đây. Ủa của nó bự nè. Rồi vô đây luôn đi. Sống thì nấu canh chua, chết thì cho cá gì con gì, con trồn nó ăn. Rồi hôm nay thăm 7-10 cái lời thì được có 3 con cá các bạn, 2 cá lóc, 1 con cá rô phi khủng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip ngày thì đến đây Cường xin tạm dừng clip và hẹn các bạn ở clip tiếp theo 7 trồn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.